Hello anh em. Hôm nay Trần Quang đang có mặt tại dự án resort Thanh Cao của Trần Quang. Trời mưa mấy ngày liền. Thì đang đứng mưa quá cho nên là muốn quay cho anh em thấy có Trần Quang có cái sở thích là chơi cái mấy cái xe ô tô với mô tô, nhưng ô tô thì không có tiền cho nên là chơi cũng chỉ có 2-3 cái thôi. Còn mô tô thì cũng 5-6 chiếc. Hôm nay chủ yếu là chém gió chơi chơi thôi. Anh em nào lém cành đá ven thì cứ lém thoải mái đi. Đó, thì cái khu này là cái khu mà nhà để xe mà Trần Quang làm cho cái xe máy nhà công trường, rộng tầm 300 mét vuông. Hôm nay mưa quá cho nên là đang đứng coi cho anh xem, cho anh em coi cái mấy cái xe của Trần Quang. Ok, đây anh em. Đây, giới thiệu với anh em trước này là sao nó lại không có được nhỏ. Đây, giới thiệu với anh em đây là cái xe 1.200 phân khối của Trần Quang này, Honda CB 1.200 phân khối. Tại bận quá không có thời gian đi, cho nên là lâu lâu rồi chưa có chạy, thậm chí là một số cái ốc ác cũng đang phải, nó còn reset này anh em thấy không? Đó, rỉ luôn. Chiếc này đi cũng dữ lắm á, mạnh. Đi nó lặng rơi vào tầm 4 tạ, tức là nó phải lặng tầm 4 tạ đấy. Rất là lặng. Hệ thống phanh Brembo đây. Phanh này là phanh Lisin, còn chiếc BMW thì của Trần Quang là phanh Brembo. Hệ thống chống chống đổ. Bốn máy. Đó, bốn máy. Người không? Honda bô này là bô Trần Quang cũng độ rồi. Bô này lổ thì nghe nó có hai chế độ, một chế độ âm to, nhưng thường Trần Quang đang để chế độ âm nhỏ nhất, có nghĩa là đi bà con hàng xóm đỡ lái, chứ không thì bà con nó lại nói là bà con hàng xóm người ta nói rằng là có mỗi nhà mình có xe máy. Đấy, phía sau của nó nè, rất là sport luôn. Đẹp, đi cũng hay, ngồi cũng hay lắm á. Hôm nào Trần Quang sẽ đi test review chạy chắc cung Hòa Bình hoặc Tam Đảo cho anh em chơi. Ok, chiếc bên cạnh này là BMW, chiếc này là 1.100, nhưng mà cái Trần Quang thích nhất là cái xe này là cái dáng của cái con Honda CB này thì nó sell theo dạng là sport, có nghĩa là kiểu như dáng hơi đua đua chút đấy, nhưng mà nó mỏi, nếu mà đi xa thì nó mỏi. Còn Trần Quang thích đi chiếc này hơn vì nó dáng lách bay, dáng lách bay của nó đỡ mỏi, nó có nguyên cả các cái hộp hộp hàng hiệu zin theo nó luôn. Xe thì nó không có, nhưng mà hộp này rất là bền, đâu bao năm rồi mà nhìn nó không có không 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 có xuống màu, rồi thì không có bị lứt niếc ở đâu cả. Họ làm rất là tốt, cực kỳ tiện. Cái cốp này rất là lớn luôn nha, cốp này nè anh em thấy không? Trần Quang để một cái mũ mà nhỏ xíu à, vẫn còn một ô nữa này, để cả quần áo lao động này, rồi đủ thứ dụng cụ sửa xe gì gì vân vân, áo mưa, giày đi mưa vân vân. Còn hai cái này là hai cái cốp nè. Đó, ở trong cũng rất là rộng rãi anh em ạ. Trong này thì đựng được nhiều đồ lắm, đồ phụ tùng sửa xe, rồi đồ máy quay máy cục. Chắc là chiếc này Trần Quang đi nhiều, bởi vì sắp tới đi đi quay á, đi quay phim thì dùng chiếc này chạy với lại chiếc ô tô, mấy chiếc ô tô. Chứ đi chiếc sport kia thì không có chứa đồ, sport thì chỉ đi chơi. Tốc độ sport thì nó sẽ nhanh hơn con này một xíu. Cái hay của chiếc này là máy máy của nó là máy bốn máy, và đây anh em nhìn thấy này, bốn van này, thấy không? Và máy của nó như cái bìu ấy, như cái bìu nổi ra ngoài, nhìn rất là đẹp. B thì không hiểu sao họ làm rất là đẹp. Còn cái chiếc này thì nó có cái nguyên cái trợ lực luôn à. Đó, cái trợ lực anh em à. Đó, trợ lực nó gắn vô đây.
Nhưng mà có lẽ là phải rửa qua chứ thế này để này xót xe quá. Trả thời gian ấy, mai kia phải gắn cái máy bơm mà rửa xe. Ồ, toàn những chiếc xe mà để cạnh toàn những xe công trình luôn anh em à. Đó. Chả có chỗ nào chả có thời gian gì cả. Đó, toàn máy móc xe công trình. Chiếc này thì nó làm mát bằng BMW này thì nó làm mát bằng dầu. Trần Quang có chế thêm nguyên cả dàn này, đèn trợ sáng này, còi hơi rất là sáng. Cái này đó, anh em đi B thì biết rồi, nó khi nổ lên nó không giống như các cái máy khác đâu. Khi nổ lên ga ấy là nó sẽ hai cái quả nó sẽ đánh từ bên này sang bên kia bù sang hai bên đấy. Nếu anh em là không quen cứ tưởng là xe nó bị nghiêng hoặc gì gì đó. Nhưng thực ra không phải, đấy là do cái máy nó đánh nhá. BMW đắp. Chiếc này thì Trần Quang cũng mới đi được ít lắm. Mới đi được ít. Cái này là bên này là cái đồng hồ á. Đầu tiên nhìn thì không hiểu, đây này. Anh em nhìn thì bây giờ là lúc 6 giờ kém 15 này. Đó, đầu tiên chả hiểu nó là cái gì. Bên này là đồng hồ tua máy. Còn đây là đồng hồ cơ tơ mét và một dàn nó giống như ô tô ấy, bật biết các thứ, phanh ABS này. Cảnh báo này, tức là hai cái đèn nó sáng suốt á. Rồi một loạt seri báo nọ báo kia. Và cái này rất là hay là đề của nó là nó đặt trên cùng. Cái start đặt trên cùng chứ nó không giống như các cái đề xe bình thường nó đặt ở đây. À, cái còi cũng thế, nếu anh em bấm còi mà bình thường là anh em sẽ nhìn bên này đúng không? Bấm bên này đúng không? Đấy, ở cuối này không phải. Cái còi nó phải bấm lên, tức là nó ở đây nhỉ, phải bấm lên. À, thế này này. Đấy, chứ nó không phải là bấm vào như này. Có rất là nhiều cái đồ cũng lạ và cũng hay các xe. Cái này trên xe BMW của Trần Quang nó là cái giữ ga. Có nghĩa là anh em khi mà đặt cái này họ là nó giữ luôn á, nó giữ luôn cái ga để mình có thể đi được. Nó giống như control, cruise control trong ô tô ấy, nó kiểu vậy. Đó, rất là hay ho. Máy móc thì đẹp, nói chung là nóng lành lắm. Chiếc này thì Trần Quang cũng hay đi, rất là thích. Cốp to, ngồi không mỏi, dễ lái. Sport thì đi cho nó gọi là chơi chơi, mới chạy cho nó đình đám thôi. Con này là nó là hoàng tử đen đây. Con này nó hoàng tử đen, đen từ đầu đến chân luôn. Cái một lần Trần Quang bị ngã, nhưng mà công nhận là cái đồ của bọn bọn xe phân khối lớn mắc tiền này bọn nó làm chuẩn lắm. Đây, anh em thấy cái tay này không? Cái tay này nó ngã rất là mạnh mà nó không có bị gãy, không có bị gì, nó chỉ hơi cong cong xíu ấy. Thì cái này thì Trần Quang khò lửa vào gò lại mà không có được, tức là nó không hiểu sao nó làm bằng chất liệu nhôm gang kiểu pha phết kiểu gì đấy mà không hiểu sao, rất là tốt luôn, không thể nào mà làm. Chiếc này thì nó không hiểu là làm, nó làm mát bằng 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 dầu hay bằng nước, chắc là nước làm mát đấy. Còn chiếc BMW này thì chiếc của Trần Quang này làm mát bằng dầu, không làm mát bằng nước. Hai chiếc thì cơ chế khác nhau. Ok, anh em muốn giao lưu với Trần Quang thì contact cho Trần Quang, cũng như là nhờ anh em ủng hộ kết nối để Trần Quang có thể phát triển được nhiều hơn. Hy vọng gặp lại anh em trong thời gian sớm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.